Xin chào các bác và anh em, tiếp tục lại là video lên sóng giới thiệu các cái sản phẩm băng cassette đời xưa để cho tất cả các bạn, cả quý vị anh chị em mình chơi trải nghiệm hoặc là mua tặng ông bà biếu, ông bà cha mẹ vân vân. Hôm nay thì em lại lên sóng với các bác combo 3 băng, với nội dung là 3 băng này là 2 băng là của Ngọc Sơn, 2 băng là của ca sĩ Ngọc Sơn và 1 băng thì là băng nhạc tổng hợp hải ngoại Paris by Night. Đó. Thì em sẽ test nhanh nha các bác, chú ý nhé, tất cả các cái băng xưa này thì em sẽ bao sống cho các bác và em test sơ bộ thôi đấy. Thì còn nội dung của nó em chủ yếu em dựa vào các cái phần mà tiêu đề mà cái người dùng cũ, vì tất cả các băng này đều là những băng cũ rồi đấy, người dùng cũ họ đã ghi trên này thì mình sẽ căn cứ vào đấy để mình giới thiệu và bán cho các bạn nhé. Đấy, thế còn cụ thể nội dung như nào thì em cũng không thể nào mà ngồi dành ra 90 phút để mà test hết cụ thể từng băng được đâu. Em mình test sơ bộ thôi và bán giao lưu cho các bác chơi, gọi là chơi trải nghiệm là chính, hoặc là ôn lại những kỷ niệm quá khứ ngày xưa. Đấy, thế còn thực sự nói về cái chất lượng của nó thì cũng nói luôn sẽ không hay như những dòng nhạc mới, những nhạc mà số bây giờ được. Rồi em sẽ test cái cuốn đầu tiên. Rồi đây là cái băng tôi ghi ở ngoài là Paris by Night, các cái dòng nhạc tổng hợp, các cái dòng nhạc xưa từ thập niên 70-80. Tiếp theo em sẽ test cái băng này, là cái băng này là nó ghi của Ngọc Sơn và nhạc tổng hợp các bác nhé. Rồi, băng này là cũng Ngọc Sơn này, băng này cũng khá là mới. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khỏi lam chiều, còn nhớ nụ cười. Ok các bác, combo 3 băng này, Trung Kiên Audio giao lưu với tất cả các bác và anh em với giá là 160.000 bao phí ship cho các bác, từ bao phí vận chuyển cho các bác. Các bác chú ý tất cả các đơn hàng nhỏ lẻ bên Trung Kiên Audio các bác vui lòng chuyển khoản luôn một lần cho em. Em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em nhé. Còn em không nhận các đơn hàng COD chuyển cọc. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng anh em vui lòng liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Các bác chú ý nhé, em test rất nhiều và em bán rất nhiều combo giống nhau kiểu ba băng như này. Cho nên các bác khi mua combo nào các bác nói rõ nhé. Ví dụ như ngày hôm nay em bán combo này, em nói rõ là combo 2 băng của Ngọc ca sĩ tuyển chọn Ngọc Sơn và một băng hải ngoại, thì các bác nói rõ luôn là combo Ngọc Sơn và hải ngoại nhé. Thế để em biết được là cái combo nào để em gói đúng combo đấy em bán cho các bác, tránh sự nhầm lẫn. Đấy. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio. Các bác liên hệ với Zalo đặt hàng là 0975 575 262. Xin chào các bác.